Thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng gay gắt bất thường đầu tháng 8, toàn miền Bắc đã có mưa dông mạnh trong ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển dễ sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, mưa đá và sấm sét, nên người dân cần chú ý đề phòng. Trải qua nửa đầu tháng 8 với nền nhiệt cao bất thường, hôm nay toàn miền Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như Sìn Hồ, Lai Châu 46,1 mm, Phú Yên, Sơn La 49 mm, Hàm Uyên, Tuyên Quang là 40 mm, Định Hóa, Thái Nguyên là 44 mm, Cao Bằng 40 mm, Bắc Ninh 63 mm, tại Hoài Đức, Hà Nội là 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của hội tụ gió nên đêm nay và ngày mai Bắc Bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến dao động từ 30 đến 70 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Điểm đặc biệt của đợt mưa lần này tập trung về đêm và chiều tối, nên người dân ở vùng núi tuyệt đối không ở trong các lều, lán ở trên nương, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, khi đi lại qua các cầu ngầm tràn có nước lũ về thì tuyệt đối không được chủ quan, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra như trong đợt mưa trước.